nó làm thắng đó thôi. Này, sao mà làm khó tôi được bạn? Đẹp không, đẹp không? Nè. Trời ơi, như cơn mơ luôn. Quá đẹp luôn ha. Rồi mình chạy cái mưa rồi. Cái máy Sony của Vinh nó mắc tiền lắm, với lại nó không có chống nước, cho nên Vinh sẽ không có mạo hiểm Vinh quay video ngoài này đâu. Bây giờ mình sẽ tìm cái quán để mình núp đã. Ui, ra đây mưa lớn kìa. Ui. Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Vinh. Hôm nay mình sẽ review con LC 135. Thì ở Việt Nam mình, anh em muốn gọi là Exciter 135 hoặc là Exciter 5 số. Nhưng mà các bạn Indo thì họ là ghi là LC 135. Còn bên Malaysia thì họ ghi là MS King. Như vậy, lúc mà mình chơi như vậy. LC sau này mình mới biết đó, chứ hồi xưa chỉ biết MS King thôi à. Cách đây một thời gian thì mình có một cái hình chụp của một cái bạn chạy ở ngoài phố á, chứ mình nói là trời xe này sao nhìn lạ quá, mà mình không biết là có sự tồn tại của con LC 135 ở bên Indo luôn. Quá lâu rồi bạn, 10 năm không chơi Exciter 2011. Cái lần gần nhất là chơi con UB là Exciter 150 thì cũng là xe Việt Nam thôi, cũng không gì đặc biệt. Thành thử là cái câu chuyện của cái clip đó là như vậy đó. Rồi hôm nay trước khi mà vào cái clip review bằng GoPro nha, chứ bây giờ mình không có, mình tạm thời mình ngưng cái kiểu review đứng một chỗ hoặc là quay bằng máy cơ thời gian, tại vì mình đang thiếu cameraman các bạn. Thì bây giờ mình đang tuyển một bạn cameraman mới, là anh em thật sự mà anh em có đam mê cái kiểu quay phim nói chung là media thì anh em có liên hệ với mình nha, xem tụi mình có hợp với nhau không. Tôi bắt tay vào làm. Mình cũng muốn giới thiệu với các bạn những cái mẫu áo mới bên Vinh này. Đầu tiên là mẫu Rimmer Monadi Mona Rimmer. Rồi mẫu thứ hai đó là mẫu Rimmer V4S Benny Gale. Những cái mẫu này là 300 mấy thôi. Còn đây là cái mẫu dành cho các bạn thích cái cuộc sống trên xe thì mình để. Áo này rất là rẻ vậy, chỉ có 350 thôi. Ba Light to the Moon, có nghĩa là tất cả anh em chơi xe, cái cuộc sống chơi xe thì sẽ được phát triển lên trên đỉnh hết. Cảm ơn mọi người, rất là nhiều mẫu áo, mình sẽ để link bên dưới miêu tả. Ngoài ra là mình còn mới update cái này. Update cái kệ này, thì cái kệ này á là cái kệ đồng giá 299.000. Các bạn phải tha hồ các bạn lựa đây. Đồng giá hết nha. Rồi sao đi nữa. Nhiều lắm. Ở đây là cũng là những, nói chung là cái kệ này là cái kệ đồng giá 299 nha, để cho anh em tha hồ mà mua sắm. Ngoài ra là những mẫu này là sẽ cái giá tiền sẽ nhỉnh một chút xíu, nó cao cấp hơn luôn luôn, kể cả cái kệ bên này nữa. Đó. Rồi bây giờ hai con bên này nè, coi kệ cho mình coi sơ sơ nè. Đó, đi đứng đây. Này nó hơi sáng nè. Trước mắt các bạn thì đang có một con da Z. Đây có một con da Z nè. Còn bên đây là con LC 135 nữa các bạn. Rồi chúng ta sẽ cùng vào vlog thôi. Bây giờ mình sẽ review LC 135 đây. Ok, chào mừng các bạn quay trở lại một lần nữa nha. Mình đang ở dưới quận 11. À không, cái khúc này là quận 5 các bạn. Khúc này quận 5. Mình đang ở đường Nguyễn Trãi quận 5. Thì thôi các bạn chưa biết đâu, đó là xưa từ 2017 cho tới 2016 cho tới 2018 là Vinh làm ở dưới quận 5. Tất cả các chợ quận 5 là Vinh và mẹ Vinh là bỏ sỉ trang sức ở tất cả các chợ lớn ở dưới này. Thì tới 2019 thì mình nói mà mình nghỉ, mình đi tìm công việc khác mình làm, rồi mình làm cho gia đình không có áp lực gì hết, các bạn chán quá. Tới tháng lấy tiền mà lương rất là cao nữa. Thật sự mình chán các bạn. Cái gì mà mình không có bị áp lực là mình bị chán á. Ồ, má cái con người gì mà nó kỳ cục thiệt sự, như người ta bây giờ mà tới tháng mà lấy tiền không có áp lực thì sướng đúng không? Nói giỡn vậy thôi, chứ tại vì Vinh muốn Vinh tự quản lý, Vinh ý là Vinh muốn mọi thứ nó mình làm chủ đó. Cho nên Vinh mới nói mẹ là thôi mẹ kiếm mẹ kiếm người làm đi, con đi làm cái khác. Thì ok thôi, nhưng mà sau này sau dịch thì nhà Vinh cũng không có làm mấy mảng đó nữa.
chợ nhiều tiểu thương họ cũng đóng cửa này, đủ thứ lý do hết bạn, cho nên mình gia đình mình là giao cho người khác, sang cho người khác rồi, không có đứng ra làm nữa, rất là tốn thời gian đó. Câu chuyện của nó đơn giản vậy thôi, không có gì. Bây giờ mình sẽ tìm cái chỗ mà mình review cái này, review cái gì đó là C135 nè. Trời, sáng nay ngày dậy trễ quá, bị kiểu ngáo ngáo lắc lắc. Với lại mình nghĩ là mình phải mua một cái cục dây, cái dây đeo camera á, chưa tìm được cái hãng nào, chưa rảnh đi coi. Mấy đồ camera mắc tiền lắm, đồ rẻ thì nó dùng không ngon, đồ xịn thì nó mắc tiền, thành thử là bên bị mất kẹt các bạn. Cho nên tháng này xài lúc cán rồi, mua xe, mua đồ, mua con ẹt dọn này nọ lúc cán rồi, mấy chục triệu rồi, lúc rồi, giờ không mua được nữa, giờ phải tiết kiệm lại chút, muốn gì thì sang tháng sau mua, chứ không thôi nó lúng. Về cái cảm giác lái thì các bạn thấy nãy giờ mình đang xào rất là đã. Và riêng cái con này này Vinh không phải là Vinh thấy nữa, nhưng mà nó là sự thật, các bạn thấy là nó sẽ mạnh hơn con 2010 rất là nhiều. Nếu mà so ra hai con xe diesel đó, các bạn thấy con này nó chạy nó hút hơn hẳn. Và Vinh cũng không có rành về máy diesel đó, có thể là cái bữa mình có nghe nói là diesel với lại cái hành trình số này nọ, cái thứ của con 2011 nó ấy hơn, nó mạnh mẽ hơn, mình thử là chạy nó sẽ sướng hơn là con 2010. Con này cũng 57 à, nói chung là hai con đều 57 hết, hai con đều là 57 hết. Nhưng mà dên bọng con 2011 nó ngon lành cành đào hơn vậy đó, mình thử là chạy nó ấy hơn, ấy hơn chút xíu, ấy hơn ở đây có nghĩa là sướng hơn chút xíu á. Để bên qua cái nhà thờ kia, cái chỗ mà mình hay quay á, nhân thủ bên quay. Giờ 2 giờ rồi, và 1 giờ mấy tới giờ là nó cứ đi rỉ mưa đó. Cho nên bên tranh thủ mình quay, chứ không lại mưa thì lại không làm được gì, nó lại ra rách việc ngày hôm nay. Ban đầu là mình tính đi Bình Thạnh, mình ship cái túi cho nhỏ em Vinh á. Mà lấy hoa làm sao, sực nhớ là vợ Vinh lại có một cái mũi trị liệu, cho nên Vinh trở xuống dưới quận 5 thì lại ngược đường ở dưới Bình Thạnh rồi. Cho nên thôi, Vinh quay đây luôn. Huy hỏi có đi đâu không? Huy vũ xe á bạn, dễ thương không anh? Mình vô đây mình quay nè. Chỗ này mình quay nhiều clip lắm rồi các bạn nhớ. Mà nay mình đi có một mình rồi nên không có ai quay giùm hết. Một mình vẫn xào tốt các bạn. Hồi xưa giờ mình xào một mình mà, mình đâu có ngại, đâu có ngán ai đâu. Bữa quay một góc đó rồi thì hôm nay mình quay góc này. Hơi giờ chút nhưng mà không sao. Ok, anh em muốn coi cinematic trước hay là muốn coi review trước? Anh em muốn coi cái nào trước? Đẹp quá. Hay là anh em muốn coi bên review bằng con Sony nó sẽ đẹp hơn á. Ừ, chứ cái này cái góc này nó bị rộng quá, nó bị bẹt quá đó. Ừ, chắc chắn là như vậy rồi. Mà review xe nhỏ nó cũng rất là lẹ, cho nên anh em đổi qua cái góc nhìn của Sony đi, nhìn cho nó phê mắt ha. 1, 2, 3. Ok, hello các bạn. Bây giờ trước mắt các bạn đây là con là C135, được dọn full đồ chơi rồi. Thực sự ở đây này rất là full nha. Sáng xíu nè, à, phê dầm dọn. Thì ở đây các bạn đã thấy được cái mà nổi nhất trên con là C135 này, chắc chắn đó là cái bộ body kit, cái bộ dàn áo của con LC135. Thì dành cho các bạn chưa biết giống như Vinh á, giống như những người mà lắc giống như Vinh á, những người mà gọi là sao, bị bỏ rơi lại với lại mạng xã hội á, với lại xã hội luôn á, đó là những cái điểm khác biệt trên con LC135 so với lại con Exciter 2011. Thì thứ nhất các bạn có dễ thấy nhất luôn, đó là cái phần hốc gió mặt nạ này. Cái hốc gió này nó nhìn nó làm cho cái mặt nạ này nó không còn bị chán nữa.
rất là nổi bật. Nó chia ra làm đôi cái này nè, nó chia cái này ra nè, sau đó là nó tạo một cái nhìn giống như là khí động học á, nhưng mà thật ra cái này nó cũng không phải khí động học gì đâu. Nhưng mà những cái gì điểm mà tạo khí động học thì đều thấy một cái sự góc cạnh, góc nhọn rất là đẹp. Đa số là như vậy nha các bạn. Từ mô tô cho tới những cái nón bảo hiểm, cho tới xe phân khối lớn, xe hơi đều rất là đẹp. Khi mà chúng ta nhắc đến những cái gì liên quan đến khí động học ở đây cũng vậy. Rồi thứ hai đó là cái phần cái này gọi là cái gì ta? Cái bẩn. Cái bẩn này thì có nhiều người gọi là cánh chim, có nhiều người gọi là cái bẩn, Vinh thì gọi là cái bẩn đó. Thì các bạn thấy được là nó có một cái miếng nhựa ốp ở ngoài. Nhưng mà khi Vinh hỏi là những cái con mà dàn áo LC135 này thì không phải là ốp mà nó dính liền vào luôn. Còn dùng ốp khi nào? Dùng ốp khi mà anh em úp dàn áo 135 Việt Nam lên dàn áo LC135 thì anh em dùng cái ốp dán lên. Đó. Tiếp theo nữa là cái phần cản tay dắt này nó có một cái đèn stop các bạn. Ghê. Ủa sao không thấy? Chết cha rồi, không ai đứng đây để mà phụ bóp cái đèn cho anh em thấy hết. Để mình đề máy lên cả. Đó. Ủa cũng không thấy luôn. Sao mà thắng nó thấy. Đây. Sao mà làm khó tôi được bạn. Đẹp không? Đẹp không? Nè. Trời ơi, như cơn mơ luôn. Đẹp ha. Nó không có đề mi nha. Đề mi có nghĩa là lúc nào nó cũng sáng, sau rồi dậm cái thì nó sẽ sáng mạnh, thì cái đó sẽ không có. Rồi, điểm thứ ba đó là cái đồng hồ LC các bạn. Đó, đồng hồ LC rất là đẹp. Sáng lắm, bạn thấy nó sáng không? Nè, lại nè. Ui. Đẹp lắm. Cái những cái số này nó cũng khác nha. Cái ý là cái độ nét đó nó khác so với lại đời của Việt Nam các bạn. Cái chữ á, cái mặt chữ á, mình tạm gọi nó là cái font á. Cái font nó sẽ khác. Rồi điểm thứ tư đó là cái phần xi nhan mắt mèo. Xi nhan và mắt mèo của con LC này thì nó xuất hiện ở trên cái phần dè sau luôn. Đẹp không? Ủa còn cái phần xi nhan của con 2011 nó nhìn sao Vinh quên mất tiêu rồi ta. Tự nhiên Vinh quên ngang luôn á. Hình như là nó dính với lại cái đèn này các bạn. Nếu mà Vinh nhớ không lầm là cái xi nhan của con Exeter 211 Việt Nam là nó dính ở đây. Bên đây xi nhan trái, bên đây xi nhan phải chứ không có cái này. Còn con này thì cái phần đèn này chỉ là dành cho đèn stop thôi. Đó, nhìn mình cho trong chút rồi. Các bạn thấy cái chóa đỏ không? Đó, còn con LC là xi nhan nó sẽ dời xuống này. Thì cái nào cũng đẹp hết. Ví dụ như các bạn đã thấy một cái dàn đèn hả, nó quá lâu rồi, cái chục năm rồi, tự nhiên bây giờ có một cái xe giống vậy mà nó được update lên, sao mà lại không chơi, đúng không? Mình nhìn còn thích hơn nữa. Thì cảm giác của Vinh nó cũng giống như vậy thôi bạn. Để Vinh coi còn gì khác nữa không. À, đó là cái bô. Đó, cái bô nó bự lắm. Mà Vinh không có nhớ là cái ốp bô hay là cái bô nó bự, Vinh không nhớ nữa bạn. Mình thấy to không? Bao to luôn. Trời nó muốn mưa lắm rồi các bạn ơi. Trời ơi, nó âm u lắm rồi. Bên kia là tối om luôn rồi đó. Rồi chúng ta quay lại đi. Sau này thì anh em thợ và anh em CNC ở Việt Nam mình làm những cái bát này rất là đẹp. Thì khi mà có cái bát này á, là cái bên heo mình nó sẽ nằm, nó sẽ nằm ngang. Bình thường là nó nằm dọc, nằm dọc hướng này. Rồi nó dính luôn cái đồ kéo đèn stop ở đây luôn. Bây giờ thì cái kéo đèn stop đó thì nó sẽ riêng ra. Không, cái bát nằm đây thì con heo mình nó sẽ nằm ngang lại, cái bên nó gọn hơn. Cái phần này nó cũng gọn và nhìn lạ mắt hơn các bạn. Lốc máy thì anh Huy ảnh sơn màu này luôn nè, màu cát. Rồi mâm là mâm Daytona. Daytona thì miễn bàn rồi, mình rất là mê. Bây giờ thì còn có nhiêu? 9 triệu mấy, gần 10 triệu một cặp thôi. Hồi xưa mười mấy triệu á. Rồi có một cái che. Có một cái che. Che này gọi là cái gì? Mỏ cày bên dưới. Đó, mỏ cày bên dưới Yamaha luôn. Bên trong thì y chang nhau à, không khác gì đâu, y nhau hết à. Nó không khác gì hết các bạn. Không có gì khác đâu. Các chân cũng giống nha, các chân giống luôn á. Trời ơi, xe mình xưa mà sao mình quên được.
yên thì ảnh bọc lại thôi, không có gì đặc biệt, bình thường. Rồi bây giờ lui ra nhìn cho anh em nhìn tổng quan nè, đẹp không? Quá đẹp đúng không? Còn gì nữa? Nhìn nó lạ. Coi bên bật đèn cho anh em xem nha, nó sẽ hơi rung xíu nha, anh em thông cảm nha. Chết mẹ, mưa anh em ơi. Giờ mưa ở đây thì trốn đâu ta? Mưa. Chết tôi. Chết tôi là mưa rồi. Đó, đẹp không? Quá đẹp luôn á chứ. Cái chóa bên dưới nó cũng khác nữa đúng rồi. Cái chóa này nó khác luôn nè. Đó, nó có cái này nè bạn, nó có cái định vị nè, sập nè. Đèn 2 tầng tripod nha. Mưa đó. Rồi cho anh em xem thêm một vòng nữa nè. Quá đẹp luôn ha. Rồi bên chạy cái mưa rồi. Cái máy Sony của Vinh nó mắc tiền lắm, với lại nó không có chống nước. Cho nên Vinh sẽ không có mạo hiểm Vinh quay video ngoài này đâu. Bây giờ mình sẽ tìm cái quán để mình núp đã. Mình tìm quán mình núp đã bạn. Ví dụ như là nó mà mưa rồi hoặc là nó như thế nào đó thì anh em mình sẽ tính tiếp. Mày thấy xe mạnh không? Rất là hút ha. Đã lắm. Nhiều góc quay mà xíu nữa mình đi qua chỗ khác cũng được. Chứ ngay chỗ cái nhà thờ đó đẹp nhưng mà lỡ có mưa á, mình không có chỗ bên chú các bạn. Ướt bị cái là ướt nhẹp luôn. Đó, cạn ô tô nha. Thôi anh em kiếm cho chú thôi. Rồi mà đi vòng vòng gì cũng đủ. Giờ nó ào xuống một cái là xong anh em mình luôn á. Chào anh em thấy xe sao? Đợi xíu nữa có video đẹp đẹp là mình quay thêm nha. Thêm miếng nữa nha. Coi cho nó sướng mắt ha. Với lại trời mà tối quay không có đẹp các bạn. Nó phải sáng. Trời nó phải sáng, nó phải nắng á, nó mới ánh lên được cái bóng dày ngáo á, nhìn nó mới phê mắt. Nay bên đó nhà bên bên rửa xe rồi chứ. Này đẹp nè. Không có quán coffee tea gì nè. Thử coi. Anh để xe đây được không? Anh để xe đây được không? Để đâu em? À, chạy qua đó hả? Ừ, vậy đấy, về giúp anh nha. Được á, có lý á. Thank you. Lấy thẻ luôn hả? Chuyên nghiệp á. Chắc cẩn thận nha. Nói là đi quay xe review mà rút cuộc á hả? Gửi rồi kìa, cảm ơn nha. Cảm ơn. Rút cuộc á hả, ngủ cà phê 2 tiếng hồ luôn. Má. Má không hiểu. Còn mưa rồi, má mưa rồi. Xin tắt vô tới chỗ vào bên rồi. Mưa này nó thiệt ra thì nó cũng nhỏ hơn hồi nãy nhiều rồi, cho nên bên nghĩ ok. Wow, nhiều đèn dữ ha.
hôm quay video chụp hình mà trời mưa là thấy chán rồi đúng không các bạn? Trời tối hôm là thấy như đâu quay chụp gì nữa. Buồn. Ra đây tự nhiên mưa lớn lên con. Thực ra đi phố mình thấy cái tốc độ với lại cái sức mạnh này là nó quá là ok rồi đó các bạn. Đúng không? Chứ mình đi phố mình đâu cần chạy quá mạnh, quá nhanh làm gì đâu, nó mệt mỏi lắm. Đó, mà côn tự động nữa nha. Rồi. Mình thấy vậy là hợp lý, vừa đủ. Ui, ra đây mưa lớn kìa. Ui. Ôi, đây mưa lớn quá. Không được, không được, tắt máy đấy.